cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Bắt giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây tổ chức đánh bạc quy mô hơn 1.800 tỷ đồng đã bị triệt xóa. Lý do những lần vay lãi cắt cổ của đại gia Lã Quang Bình. Nhân viên ngân hàng lừa đảo đồng nghiệp hơn 20 tỷ đồng. Qua điều tra, công an đã bắt tạm giam ông Bùi Thanh Tân, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh, ban hạ tầng đô thị và Lê Thanh Tùng, trưởng ban điều hành dự án 4 thuộc ban hạ tầng đô thị về tội nhận hối lộ. Theo nguồn tin của báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam Bùi Thanh Tân, sinh năm 1970, ngụ tỉnh Trà Vinh, giám đốc ban hạ tầng đô thị và Lê Thanh Tùng, sinh năm 1977, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế, trưởng ban điều hành dự án 4, ban hạ tầng đô thị về tội nhận hối lộ. Ban hạ tầng đô thị có vai trò làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng các công trình dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng đô thị, cấp thoát nước đô thị, chống ngập công viên, cây xanh đô thị, chiếu sáng đô thị và các dự án khác sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao, đồng thời tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật. Ngày 15 tháng 10, Công an tỉnh Bến Tre thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 1.800 tỷ đồng. Đường dây này do các đối tượng Ngô Anh Khoa, Võ, Vũ Lam và Nguyễn Minh Thới cầm đầu. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 12 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo Điều 321 và 322 Bộ Luật Hình sự, đồng thời tiếp tục làm việc với trên 60 đối tượng có liên quan ở thành phố Bến Tre, các huyện Rồng Trôm, Châu Thành, Mỏ Cày Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các website sportbet.com, iBet, Viva 88, SV 388, v.v. từ cuối năm 2013 đến nay, qua phân cấp gần 30 đại lý và hàng trăm tài khoản tham gia đánh bạc, tổng số tiền giao dịch là hơn 1.800 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ 1,8 tỷ đồng tiền mặt, nhiều nhẫn, bông tai, kim loại miếng, màu vàng, máy xách tay, iPad, điện thoại, đao, kiếm, nhiều đồ vật khác. Đây là đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với quy mô lớn liên quan đến nhiều địa phương. Số lượng tham gia lên đến hàng trăm người, hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng lợi dụng triệt để phương tiện thiết bị công nghệ cao, ứng dụng phần mềm, mạng xã hội do nước ngoài cung cấp, sim giác, tài khoản ngân hàng không chính chủ để thực hiện hành vi vi phạm đối với các cơ quan chức năng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang xác minh mở rộng điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Khi hàng loạt công ty sở hữu gặp khó khăn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCP Lã Quang Bình đã vay nóng 422 tỷ đồng với lãi suất tới 180% một năm để duy trì hoạt động theo kết luận điều tra. Ngoài ra, ông Bình còn bị cáo buộc lập khống hồ sơ để được Agribank chi nhánh Đống Đa cấp tín dụng. Trước các sai phạm, ông Lã Quang Bình bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về hai tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ. Về cáo buộc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Hải Long, Vũ Văn Khiêm và Phạm Quang Tạo, Nguyễn Văn Tuấn. Theo lý lịch bị can nêu trong kết luận điều tra, Hoài Anh là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Tiến Việt, bị can Long là cựu phó tổng giám đốc Agribank và bị can Khiêm từng là giám đốc ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh. Theo kết luận, ông Bình thành lập một số công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, máy vi tính, làm đại lý trung gian thu hộ tiền điện theo hợp đồng đã ký với các công ty điện lực, dịch vụ trung gian thanh toán kinh doanh bất động sản. 8 công ty của ông Bình được sử dụng để vay tiền tại Agribank chi nhánh Đống Đa với mục đích thanh toán ứng trước tiền điện cho các công ty điện lực và đầu tư kinh doanh bất động sản. Để chi trả khoản vay và duy trì hoạt động cho các công ty, ông Bình đã vay tiền với lãi suất cắt cổ của các cá nhân. Khoảng tháng 6 năm 2011, khi biết Bình cần tiền tất toán khoản vay tại ngân hàng
rút tài sản thế chấp, bị can Phạm Như Hà, cựu phó giám đốc Agribank chi nhánh Đống Đa và Hoài Anh đã bàn bạc thống nhất Hà sẽ không giải ngân để buộc ông Bình phải vay tiền của Hoài Anh với lãi suất cao. Hoài Anh sau đó đồng ý cho ông Bình vay 120 tỷ đồng trong 20 ngày, lãi suất 0,4% một ngày, tương đương với 146% một năm. Ngày 15 tháng 3 năm 2021, bị can Long chuyển 30 tỷ đồng từ tài khoản mở tại SHB và Sibank của mình đến tài khoản của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư nông nghiệp Thuận Phát mở tại BIDV. 3 tháng sau, Long tiếp tục chuyển 4,5 tỷ đồng cho Bình vay, song không tính lãi. Với khoản vay 30 tỷ đồng trong 158 ngày, Bình phải trả cho chủ nợ số lãi là 23,7 tỷ đồng. Và đến ngày 19 tháng 8 năm 2021, Bình đã trả cả gốc và lãi cho Long, tổng cộng là 53,4 tỷ đồng. Bị can Long khai 30 tỷ đồng cho Bình vay được huy động từ người thân trong gia đình với lãi suất 1,6% một tháng, tương đương với 19,2% một năm. Tiền sau đó cho Bình vay với lãi suất cao để hưởng chênh lệch. Cùng thời điểm trên, Bình còn chỉ đạo em rể và nhân viên liên hệ vay tiền của bị can Khiêm. Số tiền vay 22 tỷ đồng có lãi suất 0,5% một ngày, tương đương với 182% một năm. Bình phải trả lãi theo kỳ hạn 10 ngày một lần và giao dịch bằng tiền mặt. Theo thỏa thuận, ngày 3 tháng 3 năm 2011, Khiêm giao 22 tỷ đồng tiền mặt đưa cho Bình. Khi đến hạn trả nợ, Bình sẽ chỉ đạo nhân viên rút tiền mặt để trả Khiêm. Trường hợp đến kỳ hạn nhưng Bình không có tiền trả lãi, tiền lãi sẽ được nhập vào nợ gốc để tính lãi mới cho kỳ hạn tiếp theo. Những lần trả tiền sẽ đưa trực tiếp cho Khiêm hoặc là vợ anh ta hoặc lái xe người giúp việc. Đến ngày 4 tháng 10 năm 2021, Bình đã trả cho Khiêm tổng cộng là 46,4 tỷ đồng và trong đó có 22 tỷ đồng nợ gốc và 24,4 tỷ đồng tiền lãi. Theo kết luận điều tra, tổng cộng Bình đã vay lãi nặng của 5 cá nhân với tổng số 422 tỷ đồng và đã trả lãi hơn 126 tỷ đồng và trong đó có khoản vay tiền lãi lớn hơn nhiều so với tiền gốc. Ngày 15 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Cao Thanh Viên, 49 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã nhận được đơn của ông T, nhân viên ngân hàng, tố cáo đồng nghiệp là Cao Thanh Viên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 20,5 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, công an đã làm rõ và Viên đã thừa nhận về hành vi phạm tội. Theo đó, Viên và ông T làm chung tại một ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Do cần tiền để giải quyết nợ nần cá nhân, Viên đã ra thông tin gian dối để lừa đảo ông T. Cụ thể, Viên nói với ông T là có khách hàng cần tiền để đáo hạn khoản vay ngân hàng hoặc kinh doanh xăng dầu, đề nghị ông T đưa tiền để đối tượng cho khách hàng vay. Do tin tưởng đồng nghiệp, từ ngày 26 tháng 9 năm 2013 đến ngày 17 tháng 10 năm 2013, ông T đã nhiều lần đưa tiền cho Viên và sau đó Viên dùng tiền giải quyết nợ nần. Để tạo lòng tin, Viên trả một lần tiền cho ông T, đồng thời Viên tiếp tục đưa ra thông tin gian dối để ông T đưa tiền nhiều hơn và sau đó chiếm đoạt luôn. Tổng cộng, cơ quan chức năng xác định Viên đã chiếm đoạt của ông T 20,5 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đang điều tra mở rộng vụ án và đề nghị những ai là nạn nhân của Cao Thanh Viên sớm đến trình báo để được giải quyết.